Sáng ngày 3 tháng 7, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Thắt Ốc Open Day là 10 tiếp đón đoàn sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội đến từ Singapore với mục đích giao lưu và học hỏi. Trong chương trình, chị Nguyễn Ngọc Phân Thanh, Phó trưởng phòng kinh doanh ITB đã giới thiệu sơ lược về ITB, bao gồm quá trình hình thành, cơ cấu hoạt động cũng như chiến lược cốt lõi và những thành tích tiêu biểu trong thời gian vừa qua đến toàn thể sinh viên tham gia. Tiếp đó, đoàn sinh viên đã có chuyến tham quan các startup tiêu biểu tại ITB. Thông qua đó, các bạn được giao lưu trực tiếp và lắng nghe những chia sẻ từ các nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp. Toàn thể sinh viên tham gia bày tỏ sự quan tâm bằng việc chăm chú lắng nghe và liên tục đặt các câu hỏi cho các nhà sáng lập. Cuối buổi tham quan, đoàn sinh viên đã ghé thăm viện John von Neumann thuộc ITB về môi trường làm việc sáng tạo và năng động tại đây. ITB hy vọng trong tương lai sẽ tổ chức nhiều hơn nữa chuỗi sự kiện Thắt Ốc Open Day và chào đón thêm nhiều tập thể sinh viên đam mê khởi nghiệp đến tìm hiểu về mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp tại ITB.